Chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình đi tới Vịnh Hạ Long. Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến ra Bắc của mình lần này. Và ngày hôm qua thì mình mới tới Hà Nội. Đáng lẽ hôm nay thì theo lịch trình mình sẽ đi tour Ninh Bình, nhưng mà bởi vì bên phía tour có một số trục trặc nhỏ nên cái tour Ninh Bình thì đã khởi hành trước rồi. Và bên tour thì bảo là mình có thể đổi qua tour Vịnh Hạ Long trước và sẽ đi Ninh Bình vào tuần sau. Và bởi vì mình là người duy nhất đi một mình trong cái tour này nên là mình được ưu tiên ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Bên phải đường đi là con đường gốm sứ Hà Nội, cao cỡ 1m7, dài gần 4 cây và được sách kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là con đường gốm sứ dài nhất thế giới. Appreciate to serve all of you. Go to one of seven new wonder in the world, Hạ Long Bay. I said I 28 years old. Customer all the way gets me about 35. I'm not happy. So then I decide to change my hair color a little bit. Look younger. 28 years old. Only 28 years old. Young boy, fun humor. Tour lần này mình đặt với lại một chị người Việt Nam nên mình nghĩ nó là tour local. Nhưng mà bên tour này thì cái anh hướng dẫn nói là song ngữ. Nhưng mà cái mùa này thì chỉ toàn là khách nước ngoài tới thôi. Nên là ở cái tour này mình sẽ anh hướng dẫn sẽ nói bằng tiếng Anh. Và trong chuyến đi của mình thì có thêm một chị nữa là người Việt Nam, với lại một bác nữa là bố chữ đấy. Thì cái anh hướng dẫn sẽ nói riêng, sẽ hướng dẫn riêng cho cái bác đấy, bởi vì bác đấy không nghe hiểu được tiếng Anh. Từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long sẽ tầm từ 2 tiếng rưỡi. Nên tầm giữa đường thì tour mình ghé vào một cái trạm nghỉ chân và nghe hướng dẫn viên thuyết trình về quá trình làm ra một viên ngọc trai nhân tạo. You see, the oyster here are 18 months old. Enough time for the culture. First step. Finishing cut off the mantle or membrane, the oyster like this. Membrane, the oyster like this. And then, cut. Divide into small pieces, the mantle tissue. And keep the moisture by antibacterial. Of the oyster, and we cut it into the small pieces to take the mantle tissue like this. And then we use the antibacterial water to keep it fresh and moisture them. And we go into the next step. See? This one into the oyster body, and I will show you. And you can turn the cure, okay? Đó là gì? Đây nó bảo cái gì hả? Đây là cái thơ hả? Cái nhân ạ. Cái nhân. Vâng. Cái nhân là bỏ vô thì nó mới bọc lại xung quanh. Vâng đúng ạ. Xong rồi, cái này. Nhân nó xong rồi. Xong nó ra là ăn nó đó hả? Vâng. Tối cuối tuần đông, hầu như là đây là bên tay phải bãi biển này, nó có những quán quán club bãi biển, club bãi biển lớn nhất Đông Nam Á. Sàn loa của nó là vài tỷ, tối nó bật nhạc linh 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 bên này. Thành phố sập đẹp quá trời. Còn cái chỗ kia là cái gì vậy? Đúng rồi, cầu bãi cháy này. Cái cáp treo này là đi lên Sun World. Cái vòng quay đâu Sun World, vòng quay mặt trời đó. Sun World ngay trước mặt mình là vòng quay mặt trời đấy. Ở đây có Sun World thì nó có 3 khu. Một khu là thể thao trò chơi mạo hiểm. Hai là công viên nước. Và thứ ba là cái Sun World, cái vòng quay mặt trời đó. Cái cáp treo lên người. Là mua vé là có vé tự là đu cáp treo. Đúng rồi, bao gồm cả vé cáp treo luôn, hình như là đâu có 200-300 một điểm. Một điểm. Một là cái này này, hai là công viên nước, ba là khu vui chơi mạo hiểm. Còn cái khu mà biểu diễn show,
nhặt nước hay là này nọ. Không có. Đây chỉ có đổi lấy 3 khu sân mua, bãi tắm biển bên tay phải của mình. Bây giờ thì anh hướng dẫn viên sẽ đưa mỗi người một cái vé để lên tàu. Và cái vé này thì mình sẽ dùng để lên tàu và lên cả những cái đảo trong chuyến hành trình luôn. Ok, I'm crew this one, number 9688. Lên tàu thì bên tour sẽ phục vụ bữa trưa cho mình luôn. Đồ ăn thì đã bao gồm trong tiền vé lúc đặt rồi. Còn đồ uống thì sẽ phải mua nếu mà mình muốn uống nước ngọt hay là bia gì đó. Thuyền bị gì anh? Bị hỏng. Tàu đón bây giờ. Cái động cơ này nó không lên đúng không? Cho khách vào đi anh ơi. Tàu kia bị hư nên là giờ phải đổ qua tàu này. Tàu này xịn sò hơn. Địa điểm đầu tiên của tour là hang lùn. Du khách có thể chèo kayak hoặc đi thuyền nan. Đi kayak thì một thuyền hai người, còn chèo thuyền, đi thuyền thì sẽ có người chèo hộ mình, và một thuyền thì đi được tầm 9 người. Thank you.
đến tiếp theo là hang sửng sốt. Đây là hang động đẹp nhất và rộng nhất trong quần thể hang động của Vịnh Hạ Long. I will tell you in the morning, big escape in Hạ Long Bay. Separate three chamber. First chamber, 200 meter square, small. And the second chamber, this one, 800 meter square. Stalagmite at here. Yeah, this one is stalagmite from the brown brilliant. Only 3 millimeter a year. You can imagine how many years? Million years ago. And question for you. In the middle, this one, step mark. What is it look like? What is it look like? Flat face. Answer here. See lion. Lion. Something like that? Don't have water from mouth. Don't have water. On the left side, you see the tree with the monkey coming. Monkey? Monkey. Stone monkey, natural monkey. On this side, 15 days later, 15 days, we will have last year event, Merry Christmas, the face of Santa Claus. Face of Santa Claus. See it? Đó mặt của ông già Noel. Đâu giống đâu? Chưa thấy. Đây. Râu này. Râu này, mồm này. Đấy, mắt này. Đấy, mặt nguyên cái mặt đây. Đó. Cá ná vậy. On this side, jellyfish. You will see the biscuit look like the surface of the moon. Because in the past long time ago, this cave under the water. Under the water. So the way the water and the wind. Alive. This stalagmite, this shape, like what? Like that. You have me answer the question? Cannon. What is the word? Cannon. Very good. Imagination. What cannon? Đại bác đó chị. This one looks like a cannon. After the cannon, fire, fire, it make a hole up here. The hole and the cannon, ready to come back. Come here to attack us. In that time, our country, yeah, still poor, yeah, and weak. No one can help us. We are emergency. Yeah. In that time, the goat from the heaven sending the mother dragon and the baby dragon coming here to help our country. The mother dragon opened her mouth, burned all the cuis of the invader. And the mother dragon released the pearl from her mouth, become 2,000 big and small island outside. You go through the island outside, the pearl from mouth of mother dragon. And the pearl become the island and the cuis of the invader touching the island. Deep into the water, and we win. After we have a peace up here, the mother dragon decide didn't come back to the sky anymore because she see up here beautiful sightseeing and the people up here very kind. So that the mother dragon decide don't come back to the sky. She lying down here, and where the mother dragon lying down, we call Hạ Long Bay. Hạ, it means down. Long, the dragon. This place, Hạ Long Bay, where the mother dragon lying down. Next time you come back to Vietnam, I think you should visit Bái Tử Long Bay. That's where the baby dragon lying down there. And you also can see the mark of dragon. Imagination, okay? The tail. Dragon.
dragonfly. Small. Cần nói con cá tẩn là tối chuỗi à? Dragon. Ah, oh, mất chú à, phong rồi. Mùa này tháo cái cái tay mùa này. Còn bãi Tử Long là nơi mà đàn rồng con hạ xuống. Cái đó ở đâu? Đó, cái đó thì mình phải đi tour khác, nó không ở đây, ở bên đảo Cát Bà. Ồ. Ngoài ra thì còn một chi tiết nữa, đó là nơi mà đuôi, gọi là đuôi mà rồng mẹ á, vẫy đuôi, nước tung trắng xóa. Còn một cái vịnh nữa là Bạch Long Vĩ. Ồ, nghe lẹo quá ha. Bạch Long Vĩ, Bạch nghĩa là trắng, Long nghĩa là rồng, Vĩ là đuôi. Đó. Mẹ rồng mẹ vẫy đuôi. Nước trắng xóa. Đó gọi là đảo Bạch Long Vĩ. Còn bãi Tử Long là nơi đàn rồng con hạ xuống. Còn Hạ Long nơi rồng mẹ hạ xuống. Rồi. Up here, I will show you the most beautiful stalactite in this cave. Ở đây thì nhà mình sẽ nhìn thấy cái nhũ đá đẹp nhất ở trong vịnh Hạ Long. Đấy là cái này. Chưa đẹp gì. Mọi người thấy đẹp không? Thường. Chưa đẹp gì đâu. Ok. Thường là đá rồi. Ôi nhưng mà nó sparkling. Oh. No, sparkling stalactite. Only at here. Ooh. Have it. Sparkling. At here have it too. Ở đây có. Oh. Tất mấy, cả. Mấy cái loại nhũ nào có tên không anh? Đây là nhũ đá thôi, nhũ đá. Đá không có gì. Oh, hay vậy thế. Natural sparkling. Oh. Okay. Cái này là đảo Tí Tóp. Chí hậu có thể lên đất biển bé lên núi. Leo lên trên đó hả? Lên cái đảo ở trên. Leo lên đó nhưng mà chắc không có đủ thời gian. Tắm biển giờ này chắc cũng thôi rồi, sắp tối rồi. Okay. Yes. Why? Why a tea? What do you want, my friend? What do you want? See? See? Oh, okay. Đổi được mình. Okay, change it. Change it. Đặt xuống. Sir, want tea or wine? Okay. Okay. Everybody have a drink on hand? Yeah. Okay. Yes. Okay, you take it. Okay, everybody, right now I will teach you how to cheering by Vietnamese wine. Yeah. In Vietnam, in every restaurant, beer club in Vietnam, the group of men hold big cup of beer on hand and they cheering like they count the number. One, two, three, and we use all our energy. We say zo. Zo, this means cheer. One, in Vietnam, we speak một. Một. Two, in Vietnam, we speak hai. Hai. Three, in Vietnam, we speak ba. Combine. Một, hai, ba, and yo. So. That is traditional cheering way in Vietnam. Now, everybody, we practice first. Okay? Everybody, ready for the sunset party. Let's come with me. Một, hai, ba. Yo. Okay, very good, very good. Yeah, you're learning very hard. Yeah. Okay, sweet. Special thanks to everybody today.
a lot of beautiful picture in Hạ Long Bay. Yes. Welcome everybody wanna go to Hạ Long Bay. Welcome to Vietnam. Yes. Right now is our sunset party. We're cheering together. Let's come with me. Một, hai, ba, bốn. Yeah.